Hungary lên án EU trừng phạt Nga, Moscow đánh giá tổn thất của Ukraine. Chủ tịch Quốc hội Hungary lên án các lệnh trừng phạt Nga của Liên minh châu Âu-EU, đồng thời dự đoán hậu quả của những biện pháp đó là sự tàn phá kinh tế. Phát biểu trong chuyến công du thị trấn Budapest cuối tuần qua, Chủ tịch Quốc hội Hungary László Kövér đã chỉ trích việc EU áp hàng loạt biện pháp trừng phạt kinh tế sâu rộng chống Nga, trong khi vẫn còn phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu xuất khẩu của xứ sở Bạch Dương. Ông Kövér cảnh báo, các biện pháp trừng phạt vốn được triển khai 7 đợt liên tiếp kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine hồi cuối tháng 2, là sai tới cốt lõi và sẽ dẫn đến sự tàn phá kinh tế đối với châu Âu. Theo đài RT, ông Kövér là chính khách cùng đảng Fidesz với Thủ tướng Hungary Viktor Orbán. Bản thân ông Orbán cũng bày tỏ quan điểm tương tự ông Kövér về chính sách trừng phạt Moscow của Brussels. Ông Orbán thậm chí tuyên bố, chính sách viện trợ quân sự cho Ukraine chống Nga của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương, NATO, là sai lầm. Những phát biểu như trên của các nhà lãnh đạo Hungary phản ánh, dù cũng thuộc EU nhưng nước này có quan điểm khác biệt các quốc gia thành viên khác về xung đột Nga-Ukraine. 85% nhu cầu khí đốt hiện nay của Hungary do Nga cung ứng. Một quan chức Bộ Ngoại giao Hungary mới đây cho biết, công ty khí đốt quốc doanh Nga Gazprom đã tăng dòng khí đốt xuất khẩu cho quốc gia này thông qua đường ống Nord Stream đi qua Serbia. Tàu chở ngũ cốc theo thỏa thuận với LHQ rời cảng Ukraine. Một tàu chở 23.000 tấn ngũ cốc Ukraine do Liên Hợp Quốc, LHQ thuê hôm ngày 14 tháng 8 đã lên đường tới Ethiopia. Theo AP, đây là chuyến hàng đầu tiên kiểu này trong một chương trình của Liên Hợp Quốc nhằm trợ giúp các quốc gia đang đối mặt với nạn đói. Tàu Brave Commander mang cờ Liberia đã khởi hành từ cảng Juvlen bờ biển Đen, phía đông thành phố Odessa, Ukraine, theo thống đốc vùng Maxim Marchenko. Tàu dự kiến sẽ cập cảng Djibouti để bốc dỡ toàn bộ số hàng ngũ cốc trước khi chúng được chuyển tới Ethiopia theo sáng kiến thuộc chương trình Lương thực Thế giới. Reuters thống kê, tổng cộng đã có 18 tàu chở hàng rời Ukraine trong 2 tuần qua. Sau khi Moscow và Kiev đạt thỏa thuận khôi phục xuất khẩu ngũ cốc từ các cảng ở Biển Đen hôm ngày 22 tháng 7, dưới sự dàn xếp của Thổ Nhĩ Kỳ và Liên Hợp Quốc, Nga đánh giá tổn thất của Ukraine. Trong báo cáo tình hình chiến sự mới nhất, Bộ Quốc phòng Nga thông báo, trong 24 giờ qua, các lực lượng Moscow đã tiêu diệt 35 phần tử phát xít, phá hủy 15 xe bọc thép và trang thiết bị của quân Kiev gần các khu định cư Belyakrinitsa và Belogorka ở vùng Kherson, loại bỏ 40 phần tử theo chủ nghĩa dân tộc quốc gia và chính khí tài gần Yezhin, khu vực Donetsk, miền đông Ukraine. Sputnik trích dẫn lời nhà chức trách Nga nói, binh lính nước này cũng tấn công phá hủy 22 kho vũ khí tên lửa và pháo binh của Kiev ở Artemov, Donetsk và gần Berezovoy thuộc vùng Nikolaev. Lực lượng phòng không Nga bắn hạ 2 máy bay không người lái của Ukraine gần Lysychyn, Donetsk và Krivokoy ở Kharkiv cũng như một tên lửa tốc cao gần Lysychyn, Luhansk. Bộ Quốc phòng Nga thống kê, kể từ khi xung đột bùng phát đến ngày 14 tháng 8, Ukraine đã mất 267 máy bay và 148 trực thăng, 1.738 máy bay không người lái, 365 hệ thống tên lửa phòng không, 4.303 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 798 hệ thống phóng đa tên lửa, 3.298 pháo dã chiến và súng cối cũng như 4.888 xe quân sự đặc biệt. Kiev chưa lên tiếng phản hồi về các số liệu trên.